Đây là cây màu tím sen, một cốt các bạn. Đây là tới lớp cây tím sen một cốt, còn cái này là cây màu hồng phấn một cốt. Hello, hello, xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 21 tháng 4 năm 2020. Thì mình chuẩn bị giao 9 cây bông trang cho cô ở huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên. Cô đặt hàng mình là gồm 2 cây trang lá kim hay là trang kim, trang lá hẹ, hai cây trang màu cam hay còn gọi là màu cà rốt đó các bạn. Tất cả đều là một cốt hết. Hai cây màu vàng nghệ và hai cây trang màu vàng thái thường của mình. Đây, tất cả là một cốt. Cô này ở Phú Yên nha các bạn. Rồi, mình cảm ơn các bạn đã xem cái video ngắn của mình. Chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ bên người thân và gia đình. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye.